Công ty mỹ phẩm Bạch Ngọc Liên là công ty nào? Công ty Midan. Kem body Bạch Ngọc Liên đang cực kỳ hot và được nhiều chị em tin dùng. Vì khả năng làm trắng da body cũng như dưỡng ẩm da, giúp cho da luôn căng mịn, để rồi mặc gì cũng tôn da và quyến rũ lắm. Nhưng mà nhiều người mua lẻ cũng như mua sỉ đang quan tâm đến kem Bạch Ngọc Liên là của công ty nào. Thì trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói cho bạn biết để mua hàng chuẩn nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Công ty sản xuất da Bạch Ngọc Liên là một công ty khá nổi tiếng ở Việt Nam, đó là công ty Midan. Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất, họ đã đưa ra thị trường nhiều loại mỹ phẩm chất lượng, hiệu quả và uy tín, nên được nhiều người tin dùng. Và thời gian gần đây, thì kem body Bạch Ngọc Liên đang làm mưa làm gió trên thị trường, vì khả năng dưỡng trắng da rất tuyệt vời. Nếu bạn là người mua sỉ hoặc quan tâm đến sản phẩm chính hãng, thì nên mua hàng từ công ty là an toàn nhất, vì hiện tại có nhiều công ty khác, đơn vị khác gia công hàng giả Bạch Ngọc Liên gần giống như hàng thật. Và tất nhiên thì chất lượng của sản phẩm giả nhái không được như hàng thật rồi. Nhưng mà để mua được sản phẩm chính hãng từ công ty Midan cũng khó, vì họ không trực tiếp bán lẻ hoặc sỉ nhỏ, nên để mua được kem chính hãng, thì bạn nên tìm đến những đại lý uy tín được phân phối và ủy quyền bởi công ty Midan. Nếu chưa có kinh nghiệm mua hàng thì bạn có thể mua của shop mình cho yên tâm nhé. Bạn có thể nhắn tin theo số Zalo bên dưới video này để được nhân viên của shop mình tư vấn cho kỹ hơn nhé. Kem trị nám Berry Plus hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn.